Xoa bóp bấm huyệt được xem là một trong những thành tựu y học tuyệt vời của Đông y, đúc kết sau hàng ngàn năm lịch sử. Có câu nói nổi tiếng phổ biến được nhắc đi nhắc lại nhiều lần: hãy dùng những ngón tay trước khi phải dùng đến kim tiêm, với hàm ý nên xoa bóp bấm huyệt một cách thường xuyên để nhận lại những lợi ích sức khỏe kỳ diệu. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một huyệt vị được mệnh danh là bảo bối, giúp cố tinh ích thận hàng đầu trên cơ thể. Các danh y xưa cho rằng thường xuyên xoa bóp huyệt vị này không những có thể làm sạch và thông các tĩnh mạch, tăng cường sức mạnh cơ lưng eo, mà còn có thể mang lại tác dụng thanh lọc cơ thể và kéo dài tuổi thọ. Huyệt yêu nhãn nằm ở điểm lõm nhất vùng eo, cách sống lưng khoảng 3-4 thốn. Điểm này là điểm kết nối với mạch dây dài vùng eo và xung quanh lưng, chính là nơi mà thận nằm ở bên trong. Theo quan điểm của Đông y, thận chính là gốc của tiên thiên, tinh cốt của sự sống con người. Thận là nơi tàng tinh, phụ trách việc phát triển, phát dục, duy trì nòi giống, có trách nhiệm bài tiết và xử lý toàn bộ nước qua lại trong cơ thể. Thận có một đặc điểm khác biệt là thích ấm, ghét lạnh. Vì thế, khi xoa bóp bấm huyệt yêu nhãn sẽ mang lại tác dụng làm ấm vùng thận, bổ thận dương, tăng cường khí huyết, cố tinh, ích thận. Về cách xoa bóp, bạn xoa kỹ hai lòng bàn tay vào nhau, sau đó vòng qua eo và đè ấn mạnh lên huyệt yêu nhãn. Vừa xoa bóp vừa bấm theo nhịp, ấn sau đó thả lỏng. Sau đó dùng một lực khá mạnh, vuốt bàn tay từ huyệt yêu nhãn xuôi xuống vùng mông, nơi có huyệt trưởng cường nằm ở trọn xương cùng trên hậu môn. Mỗi lần xoa bóp nên thực hiện khoảng 50 vòng. Mỗi ngày thực hiện 2 lần vào buổi sáng và tối, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy là tiện lợi nhất. Những người bước vào tuổi trung niên nên chú ý thêm về thói quen bấm huyệt. Thường xuyên xoa bóp huyệt yêu nhãn theo cách này không chỉ có những tác dụng đặc biệt đã nêu ở trên, mà còn có thể mang lại tác dụng phòng ngừa phong hàn dẫn đến chứng đau lưng. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy xoa bóp huyệt yêu nhãn và vùng lưng còn có thể giúp cho da vùng lưng trở nên mịn màng hơn, tăng cường lưu thông khí huyết, mở rộng huyết quản, thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng nhanh khả năng bài tiết và loại bỏ chất thải, độc tố ra khỏi cơ thể. Không những thế, các nhà khoa học còn cho rằng việc xoa bóp vùng lưng và huyệt yêu nhãn còn có thể kích thích lên hệ thần kinh, có tác dụng làm dịu và ấm áp hệ thống thần kinh, có lợi lớn trong việc khắc phục và sửa chữa những tổn thương của các mô và tổ chức mô trên cơ thể, tăng cường sự đàn hồi và sức chịu đựng của các phần cơ bắp. Cách xoa bóp bấm huyệt này đều rất đơn giản, ai cũng có thể làm được. Nếu kiên trì trong thời gian dài, bạn sẽ nhận được những kết quả vô cùng khả quan, được đánh giá là có lợi ích thần kỳ trong việc cố thận, ích tinh. Mọi nam giới đều không nên bỏ qua phương pháp này.